Nguyên nhân vụ em trai chém trọng thương cả nhà anh ruột ở Bình Phước. Kinh hoàng cảnh người đàn ông cầm hung khí tấn công dã man người phụ nữ. Trộm đột nhập bưu điện Cầu Voi, nơi từng là hiện trường vụ án liên quan Hồ Duy Hải. Công an tạm giữ nữ sinh lớp 12 để điều tra vụ nữ sinh lớp 11 tử vong. Thưa quý vị, cách đây không lâu, vụ em trai truy sát cả nhà anh ruột ở Bình Phước đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Người chị dâu đã tử vong thương tâm, hai nạn nhân còn lại đang được điều trị trong tình trạng bị thương nặng. Mới đây, tường tận nguyên nhân dẫn tới án mạng ngày 4 tháng 3 đã được hé lộ. Bị can trong vụ án này là Nguyễn Văn Bình, 54 tuổi, ngụ thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Các nạn nhân là Nguyễn Văn Hiến, 64 tuổi, anh ruột Bình, bà Vũ Thị Thu Phương, 54 tuổi, chị dâu, và cháu Nguyễn Vũ Thụy Vi, 19 tuổi, cháu gái. Sau thời gian điều trị do vết thương quá nặng, bà Phương đã tử vong. Riêng ông Hiến và Vi vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng bị thương nặng. Qua điều tra, do mâu thuẫn từ đất đai nên Bình và gia đình anh trai thường xuyên xảy ra cãi vã. Đến điểm khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3, Vi nhổ rau mồng tơi trong vườn nhà Bình nhưng không xin phép nên cả hai đã lời qua tiếng lại, sau đó đánh nhau. Lúc này, bà Phương, mẹ Vi, đang đứng hái điều gần đó đã dùng một cây sào dài khoảng 4 mét đâm về phía Bình. Bình nắm được cây sào rồi bẻ gãy, sau đó Bình đi ra phía sau nhà lấy một con dao quay lại và tấn công Vi và bà Phương, khiến cả hai gục tại chỗ. Không dừng lại ở đó, Bình tiếp tục mang theo con dao và chạy xe máy lên rẫy tại xã Đắc Ru, huyện Đắc Rờ Lấp, tỉnh Đắk Nông, tìm ông Hiến để trả thù. Khi đến nơi, đối tượng trút dao khiến ông Hiến mất đi bàn tay phải. Thấy vậy, con trai ông Hiến là Nguyễn Vũ Hoàng Nam, 24 tuổi, chạy đến dùng một con dao khác chống trả lại Bình. Lúc này, đối tượng mới ném hung khí xuống đất rồi bỏ chạy. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Bình đến công an xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 9 tháng 3, cư dân mạng xôn xao bởi clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm hung khí tấn công dã man người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong. Cùng ngày, lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Trưa ngày 9 tháng 3, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh một người đàn ông đánh một người phụ nữ ngay bên đường. Thấy vậy, người dân chạy lại can ngăn thì bị đối tượng này hù dọa. Thấy đối tượng quá hung hăng nên những người xung quanh không dám chạy lại can ngăn mà dùng ghế nhựa, thang, cây dài ném vào người đàn ông. Trong video còn có một đứa bé chạy lại can ngăn van xin nhưng người đàn ông này vẫn không dừng lại mà tiếp tục trút mưa dao. Đến khi người phụ nữ nằm bất động thì người đàn ông này mới bỏ đi. Sự việc được xác định xảy ra tại một con đường ở phường Hưng Long, thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Từ video, một số người đã cho rằng đây là vụ hỗn chiến. Tuy nhiên, theo lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước, đây không phải là vụ hỗn chiến như mạng xã hội chia sẻ, mà là chồng sát hại vợ cũ. Đối tượng đã đến công an đầu thú. Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Nguyễn Đức Thiện Tâm, sinh năm 1977, quê Tiền Giang. Nạn nhân là Kim Hạnh, sinh năm 1978, quê Đồng Tháp. Cả hai đã ly hôn. Hạnh sống cùng hai con tại thị xã Chân Thành, còn Tâm ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Do cả hai xảy ra mâu thuẫn nên Tâm đã chạy xe máy lên Bình Phước gặp Hạnh. Trước khi đi, đối tượng đã chuẩn bị một con dao ngắn và một con dao rựa dài. Khi gặp nhau, cả hai xảy ra cãi vã nên Tâm đã dùng hung khí đã chuẩn bị từ trước khiến vợ cũ tử vong. Sáng 9 tháng 3, Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho hay vừa phối hợp ngành chức năng kiểm tra bưu điện Cầu Voi, nơi có nhiều hệ thống máy móc liên quan đến đường dây điện thoại. Tại đây, công an phát hiện kẻ gian cắt trộm nhiều đoạn dây điện ở bên trong làm gián đoạn liên lạc. Bưu điện Cầu Voi từng là nơi xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến đối tượng Hồ Duy Hải và không có người quản lý từ đó đến nay. Liên tục trong nhiều ngày, một số hộ dân khu vực Cầu Voi thuộc ấp 5 xã Nhị Thành mất tín hiệu liên lạc khi sử dụng điện thoại bàn. Cho rằng hệ thống đường dây gặp sự cố, người dân báo cho bưu điện tỉnh Long An để khắc phục sửa chữa. Đến kiểm tra bên trong bưu điện Cầu Voi, nhân viên phát hiện một số đầu dây bị cắt rời thành nhiều đoạn. Đây cũng là nguyên nhân chính gây gián đoạn một số điện thoại bàn của các hộ dân tại địa phương. Công an xã Nhị Thành phối hợp kiểm tra lập biên bản sự việc, hiện chưa rõ số tài sản thiệt hại. Bưu điện Cầu Voi là nơi xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng. Hai nữ nhân viên bưu điện bị sát hại vào ngày 13 tháng 1 năm 2008. Sau đó, cơ quan tố tụng xác định hung thủ là Hồ Duy Hải. Người này đã bị tuyên án tử hình, về hành vi sát hại người và cướp tài sản. Trong vụ án này, người thân của Hồ Duy Hải liên tục kêu oan. Tháng 8 năm 2020, tại quyết định giám đốc thẩm đã khẳng định Hồ Duy Hải bị kết án tử hình là không oan. Còn với bưu điện Cầu Voi, từ khi xảy ra vụ án đã đóng cửa không còn kinh doanh, bên trong và trên tầng 2 vẫn còn nguyên máy móc quản lý của đường dây điện. Nơi đây hoàn toàn không có người trực và quản lý kể cả ngày đêm. Công an tạm giữ nữ sinh lớp 12 để điều tra vụ nữ sinh lớp 11 tử vong. Ngày 9 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Thị M.T. sinh năm 2005, trú tại thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đắc Pơ, là học sinh tại huyện Đắc Pơ để điều tra làm rõ về hành vi tấn công tử vong một nữ sinh lớp 11 trên địa bàn thị xã An Khê. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã An Khê và các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ xô xát dẫn đến án mạng xảy ra ngày 6 tháng 3 tại khu vực tổ 6 phường An Bình, thị xã An Khê. Thông tin ban đầu, do phát sinh mâu thuẫn từ trước trong quá trình bình luận chia sẻ bài viết trên Facebook, nên vào khoảng 14 giờ 39 phút ngày 6 tháng 3, Trần Thị M.T. nhắn tin cho PNNH, trú tại xã An Khê, học sinh lớp 11A6, Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, để hẹn gặp nhau nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, T và H rủ thêm nhóm bạn của mình đi đến điểm hẹn tại phường An Tân, thị xã An Khê. Sau đó các đối tượng đổi sang khu vực tổ 6 phường An Bình. Tại đây T và H đã xảy ra xô xát. T dùng dao cất sẵn trong người tấn công H. Hậu quả em H bị thương, được đưa đi cấp cứu và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê. Sau khi gây án, T đã đến Công an thị xã An Khê đầu thú. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.